Thưa quý vị và các bạn, đợt dịch COVID-19 lần thứ tư diễn ra từ cuối tháng 4 năm 2021 với tốc độ lây lan nhanh chóng tại các tỉnh thành trên cả nước, khiến cho hoạt động vận tải khách vốn đã gặp nhiều khó khăn, nay lại càng thêm điêu đứng. Doanh thu sụt giảm mạnh buộc nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm nguồn nhân lực và các khoản chế độ của người lao động. Nhiều doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ phá sản. Ghi nhận của phóng viên VTC tại tỉnh Nghệ An. Bến xe vắng bóng hành khách. Hàng chục đầu xe xếp hàng nằm dài. Hơn 4 tháng qua, hoạt động vận tải hành khách bị đóng cửa do dịch COVID-19, khiến những doanh nghiệp vận tải lớn như công ty trách nhiệm hữu hạn Văn Minh cũng điêu đứng. Đây cũng là tình cảnh chung của các doanh nghiệp dịch vụ vận tải hành khách ở Nghệ An. Gây khó khăn cho doanh nghiệp về cái vấn đề tài chính. Nguồn thu không có, trong khi đó là phải chi trả rất nhiều những khoản chi phí để duy trì hoạt động, vận hành, chi phí bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh, bến bãi, phương tiện, chi phí cho người lao động, lương, bảo hiểm, các cái chi phí nợ, lãi đối với ngân, trả phải trả cho ngân hàng, khó khăn, cũng chồng chất khó khăn. Những ngày thường thì chúng tôi mỗi ngày là xuất bến từ 120 đến 130 đầu xe. Nhưng mà từ khi ảnh hưởng của dịch thì các nhà xe phải ngừng hoạt động. Sở Giao thông Vận tải Nghệ An cũng đã cho phép các tuyến xe nội tỉnh được phép hoạt động trở lại, nhưng mà vì tâm lý của hành khách họ cũng đang lo ngại với cái ảnh hưởng của dịch nên là số lượng hành khách đi lại rất là ít. Nghệ An là tỉnh có sự đa dạng về các loại hình vận tải gồm đường hàng không, đường sắt và đường bộ. Trong đó, vận tải hành khách đường bộ có 41 doanh nghiệp. Đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát mạnh, phức tạp ở nhiều tỉnh thành, khiến cho ngành vận tải hành khách phải dừng hoạt động. Với ngành hàng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cảng hàng không ngưng trệ, các chuyến bay thương mại dừng hoàn toàn, chỉ thực hiện một số chuyến bay cứu trợ. Các doanh nghiệp vận tải hành khách đường bộ, đường sắt cũng lâm vào cảnh bế tắc. Nhiều doanh nghiệp rơi vào nguy cơ phá sản. Nhiều doanh nghiệp có nguy cơ phá sản. Theo số liệu từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An, hoạt động vận tải hành khách chỉ đạt từ 10 cho đến 15%, hàng hóa đạt khoảng 40%. Từ tháng 7 tới nay thì không thực hiện vận tải thương mại hàng không mà chủ yếu thực hiện các chuyến bay cứu trợ và các chuyến bay chở nhân viên y tế, các y bác sĩ vào miền Nam để tăng cường phòng chống dịch. Sản lượng vận tải thương mại hàng không bị giảm, cắt giảm thì doanh thu cũng là không có, thì việc kinh doanh cũng không có lại, vốn đã khó khăn lại càng thêm khó khăn, có lúc phải nói rằng là rơi vào tình thế lao đao. Ban hành nhiều văn bản kiến nghị với tỉnh như các cơ quan, các cấp có thẩm quyền để hỗ trợ giúp cho ngành vận tải. Đáng đó đặc biệt là chúng tôi quan tâm lưu ý đến vấn đề là đề xuất là ưu tiên tiêm vaccine cho đội ngũ lái xe của hiệp hội vận tải. Thứ hai nữa là kiến nghị hỗ trợ giảm thuế, là gia hạn thời gian nộp thuế, là giảm lãi vay và nợ ngân hàng, cũng như là giảm cái phí bảo trì đường bộ các đơn vị. Và trong đó thì là đề xuất giảm cái chậm thời gian nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ kịp thời của chính phủ, các ngành chức năng và chính quyền, như chính sách miễn, cắt giảm thuế, phí, hỗ trợ lãi suất ngân hàng để tháo gỡ khó khăn, duy trì và khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh để họ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch COVID-19 gây ra. Để họ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch COVID-19 gây ra.